Đây là ông thương phế binh Nguyễn Văn Đực, một cựu quân nhân của nền đệ nhị Cộng Hòa. Rời cuộc chiến bằng thân phận tàn phế, ông Đực giả từ vũ khí trở về đời thường, trở về vùng quê Gò Công với đôi cánh tay trai trẻ đã gửi lại chiến trường. Thế nhưng những ngày bình yên sống đời dân dã của Đây là ông thương phế binh Nguyễn Văn Đực, một cựu quân nhân của nền đệ nhị Cộng Hòa. Rời cuộc chiến bằng thân phận tàn phế, ông Đực giả từ vũ khí trở về đời thường, trở về vùng quê Gò Công với đôi cánh tay trai trẻ đã gửi lại chiến trường. Thế nhưng những ngày bình yên sống đời dân dã của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã mau chóng bị vùi lấp với biến cố tháng 4 năm 1975. Kể từ đó, thân phận của những người như ông Đực đã bị gạt ra bên lề cuộc sống với những đòn thù của chính quyền mới, từ chuyện gán cho cả nhà ông là thành phần ngụy. Thì cắt cỏ nuôi dê, bà xã cắt cỏ rồi ôm vô bỏ cho nó ăn thì thôi, đâu có làm mướn thì ai được đâu. Già rồi, bà hôm nay là 68, tôi nay 70 rồi. Rồi con nó nuôi cũng không có dư gì mấy, cũng đủ, vừa đủ gì. Dạ, con nó mần nó nuôi. Ông không hề than vãn, ông hài lòng khi những đứa con của mình dẫu nghèo khó nhưng hiếu thảo, lo lắng cho cha mẹ. Ngày rời cuộc chiến, ông nói rằng mình cứ mãi giấc mơ hòa bình đơn giản, một giấc mơ với những hình ảnh bình thường của cuộc sống hàng ngày. Giấc mơ khi mỗi buổi chiều, mình được thảnh thơi nghe tiếng chuông chùa làng vang từ xa, nhìn làn khói bếp bốc lên và ăn một bữa cơm đạm bạc với vợ con và những đứa cháu. Thế nhưng nhà cầm quyền đưa ra hết chính sách này đến chính sách khác để đeo đuổi thù hận với những người từng tham chiến trong cuộc tương tàn huynh đệ. Vậy là cái nghèo cứ mãi đuổi theo cả nhà ông trong mọi bản lý lịch khi nhập học, khi đi làm của con cái ông từ mấy mươi năm trước đã buộc phải ghi là thành phần ngụy, có người cha là thương phế binh ngụy. Thiếu do không đủ gì mấy. Cũng có đi mượn anh em chút đỉnh, rồi dù tiểu con nó đi mận tầng hai tầng gì có nó trả. Giờ ở đây tôi nuôi dê, rồi sống giờ nuôi dê với con nó đi mận mướn về, tiền về thôi.